Trước khi vào video, mời tất cả các bác đăng ký kênh để ủng hộ kênh và để nâng cao kênh lên để các bác được biết nhiều hơn về những con đại Mỹ xịn sò như thế này. Thì lần này về được thêm 3 con MBX300 Rebel và một con MBX600. Rồi em sẽ vào chi tiết hơn là nắp của em nó đây. Nắp mới tinh thế nha các bác. Tất cả tem cờ còn nguyên hết nha. Nắp còn mới lắm nha. Đây. Cùi ra để que chi tiết các bác cùng xem. Vâng, em xin được chào tất cả các bác. Thì tiếp tục trong cuối tuần năm nay thì em về được 4 con Rebel, thì duy nhất chỉ có một con MBX600 thôi. Thì vừa rồi về được 3 con MBX600 nhưng mà các bác chốt mất rồi. Thì các bác nào mình hỏi sau thì hôm qua em kia em báo hết hàng, thì nay đã có về một con và con MBX300. Về được 3 con nữa nha các bác. MBX300 thì hôm qua giờ đi khoảng 2-3 con. Thì tiếp tục có hàng tiếp là hàng đẹp hết. Những con này thì em tuyển về, tí nữa các bác sẽ được xem đồ đẹp của nó nha. MBX300 thì đối tác của nó là những cặp loa Bass 30, những dòng loa Boss, loa JBL. Và đặc biệt các bác có thể chơi được một cặp 40 full, những cặp loa xịn đến từ JBL như là 115 v.v. Và con MBX600 thì các bác khỏi cần bàn nó rồi, nó chơi 40 và kìm thêm một cặp 25 nữa nha. MBX600 là giá là 13 triệu nha các bác, 13 triệu. Còn nó 13 triệu và con MBX300 là 10 triệu 5. Tất cả giá thì em luôn luôn bao ship và tất cả sản phẩm là bao đẹp. Thì với mấy con này là hàng tồn kho thôi các bác. Tại vì nó chưa có dấu hiệu sử dụng, có nghĩa là những cái trạm loa chưa bị kẻ cái nút mà để mà kém cái lỗ dây loa vào. Thì khi em test em kẻ ra dùm cho các bác hết. Tí nữa em quay cho các bác cùng xem. Và bên trong còn cả những cái nấm nhựa bảo vệ những cái chiếc áp luôn nha. Nói chung là những con này về tuy là hàng bãi nhưng mà hàng lưu kho bên Mỹ nha các bác. Những con này xuất cho thị trường châu Âu nên là sử dụng điện 230 rất là tiện cho Việt Nam chúng ta. Các bác nào mà ở nhà mình thích đang để bố trí ngoài phòng khách mà xài điện 220 thì lựa chọn những em này. Chơi Bass 30 hoặc là một cặp 40, hoặc là chơi những cặp Boss 2-3 cặp Boss, 2 cặp BMB 450 hoặc là 850 thì là sử dụng những em này. Thứ nhất là trưng bày và đánh cắp thương hiệu JBL. MBX300 10,5 triệu. MBX600 là 13 triệu, tất cả giá bao ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng để các bác kết nối từ vang. Về những con này thì rất là mạnh, khỏe lắm các bác, uy lực tiếng hay. Thì JBL thì các bác sẽ lương tiến đến những dòng QC, nên các bác sử dụng QC rồi thì JBL thì nó cũng giống vậy nha các bác, chất âm nó y chang vậy thôi. Rồi sau đây em sẽ đi vào từng con, về được 3 con này. Đấy, đẹp chưa? Con nào cũng đẹp và đều đồng giá nha các bác. À, em tiếng rất kỹ này, long lanh luôn nha. Phía trên tất cả là còn tem nguyên hết, những hàng lưu kho cực kỳ đẹp. Đây cũng vậy nha các bác, còn có thể tem này. Đây là con 600, công suất lớn hơn, đời cao hơn, rất là mới. Con nào cũng dây nguồn theo mé luôn nha các bác, theo mé luôn, mới tinh nha. Đường tín hiệu đầu vào phía sau nó là sẽ là 6 ly 35. Đấy, con này mới chưa. Đấy, là những cái trạm hay cái lỗ này vẫn còn nguyên này các bác. Đây này, cái này mình muốn kém dây loa bắp chuối vào thì ta phải kẻ đây ra. Đấy, còn nguyên hết luôn nha, mới tinh nha. Đây. Rồi em sẽ tháo vỏ nắp ra để các bác cùng xem cấu hình bên trong nha và độ mới của sản phẩm. Vâng, đây là bên trong ruột gan của những con Rebel. Thì trước tiên em sẽ đi vào 3 con MBX300 về hôm nay. Các bác thấy độ đẹp của nó nha. Đây, tất cả cái nấm nhựa bảo vệ còn nguyên hết luôn nha, mới tinh nha. Cực kỳ là xuất sắc luôn. Đặc trưng những cái tăng phô của Mỹ đến đẹp đẹp trên chân Rebel thì nó như thế này nha các bác. Nó bôi những cái lớp keo tản nhiệt lên là nhìn nó gốm gốp á. Đặc trưng nòi của Mỹ là vậy nha các bác. À đây, đấy, bôi lớp keo bằng vàng nó đen lên này. Đây cũng vậy này. Đấy, nhìn nó không hả? Không thích mát nhưng mà nó là vậy nha các bác. Đặc trưng tất cả những dòng phân phô được bôi cái này hết nha. Keo tản nhiệt. Này, MBX300 nó sẽ sử dụng là 4 tuần luồng nguồn. 20 sò công suất.
rất là mới, và con này cũng vậy. Mới đét luôn nha. Những con này điện 220, 230 rất là tiện cho các bác chơi. Tiếng hay, khỏe, lực. Chơi bắt một cặp 40, hoặc là những cặp 30, cặp 25 vân vân. Còn lo boss, lo BMB thì vô tư. Còn đối với con 600 thì cấu hình nó lớn hơn. Nó cấu hình nó lên tới 8 tụ một nguồn và 24 sọt. Rất là mới nha. Một con duy nhất 600. Đây, các bạn thấy còn nguyên cái nấm này. Có thể linh kiện mới không? Đây các bạn này. Nhìn nó nuột nà nó mới tinh. Sạch xí. Cái này các bác xài là vô tư rồi, thoải mái nữa. Cũng vậy. Đấy, thì bác nào lấy con nào thì alo cho em nha. MBX 300 là 10 triệu rưỡi. MBX 600 là 13 triệu một con duy nhất. Thì được từ tàn kim một bộ da ba lăng hết nha. Mọi chi tiết các bác cứ alo cho em qua số điện thoại này nha. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em dừng video và hẹn gặp các bác video tiếp theo.